Huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu tuyển nữ Việt Nam quên huy chương vàng SEA Games, khắc phục điểm yếu. Chiều ngày 23 tháng 5, tuyển nữ Việt Nam bước vào tập luyện chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Trong buổi tập chiều ngày 23 tháng 5, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những dặn dò và yêu cầu toàn đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung khắc phục các hạn chế, chuẩn bị cho mục tiêu lịch sử của bóng đá nữ ở World Cup nữ 2023. Thủy Trang chia sẻ về những yêu cầu của huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn chúng tôi phải cố gắng tập trung, quên chiến thắng và tập trung cho mục tiêu sắp tới. Dù đã bảo vệ được huy chương vàng SEA Games nhưng đội còn điểm yếu nên phải cố gắng nhiều hơn, khắc phục khả năng dứt điểm, hạn chế bỏ lỡ cơ hội. Hàng hậu vệ cần tập trung hơn. Tiền vệ 34 tuổi nhận định từng trận đấu có những sai lầm nhưng bản thân và đồng đội đều nhìn nhận lại và cố gắng khắc phục. Sau huy chương vàng SEA Games 32, Thùy Trang và đồng đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt đối đầu với tuyển nữ Philippines có thể hình tốt và lối đá tương tự, châu Âu đã giúp toàn đội có nhiều bài học để chuẩn bị tốt hơn cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đợt tập trung trở lại sau đại hội, tuyển nữ Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 trước khi di chuyển tới Đức để tập huấn và thi đấu giao hữu cùng các câu lạc bộ và đội tuyển nữ Đức. Trong thời gian tại Hà Nội, các tuyển thủ nữ sẽ tiếp rèn luyện thể lực và chiến thuật trên cơ sở đã đạt được sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản và SEA Games 32.